Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một dự án để nhận 34 cái đồng token LGX. Thì hiện nay cái đồng token LGX này nó đang chuẩn bị được mở bán IDO ở trên CoinMarketCap. Thì ở đây mọi người có thể thấy tổng quan về cái thông tin của nó ở trên CoinMarketCap nhé. Rồi, ICO tức là chuẩn bị mở bán này. Và cái đồng token này nó chạy trên nền tảng Binance Smart Chain. Và dự án này nó sẽ được mở bán ngày 17 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 năm 2022 nhé. Thì cái kèo airdrop này hiện nay nó đang cho làm mọi người là mỗi người sau khi đăng ký thành công cái ví LGX, mọi người sẽ nhận được là 34 cái đồng token này. Cho đến khi nó kết thúc cái chương trình IDO thì nó sẽ mở khóa cho mọi người và mọi người có thể swap được nhé. Rồi ok, để đăng ký được và làm airdrop được cái dự án này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây thì nó yêu cầu mọi người phải tải về ví nhé. Tức là cái đồng LGX này là một cái coin ví nên là rất là tiềm năng trong tương lai. Như ở đây mọi người thấy này. Và khi bạn đăng ký bạn có thể nhận được tới 5 đô la, tức là tương đương với 34 cái đồng LGX này. Rồi, sau khi bấm vào đường link dưới phần mô tả thì giao diện nó sẽ xuất hiện giống như trên đây. Rồi, bước đầu tiên là mọi người sẽ bấm vào chữ copy này cho mình, tức là copy cái mã mời này nhé. Mọi người lưu ý là phải có mã mời này thì mọi người mới nhận được 5 đô la, tức là tương đương với 34 cái đồng token LGX. Rồi, bây giờ mọi người sẽ bấm vào copy cho mình. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào App Store hoặc Google Play nhé. Nếu ai dùng hệ điều hành nào thì sẽ bấm vào hệ điều hành tương ứng nhé. Rồi ở đây thì mình dùng Android, mình sẽ bấm vào Google Play. Rồi sau đó thì mọi người sẽ cài đặt và tải về này. Rồi ok, sau khi tải xong thì mọi người mở ra cho mình nhé. Đó, thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Và để đăng ký được tài khoản thì mọi người sẽ bấm vào cái dòng chữ register đây cho mình nhé. Dòng chữ nhỏ nhỏ bên dưới này, mọi người bấm vào register này. Rồi, sau đó thì nó sẽ xuất hiện một cái khung như thế này. Thì mọi người sẽ bấm vào hình mũi tên đi xuống nhé. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ dán cái mã code mà mọi người vừa copy vào đây. Ok, ở tiếp theo thì mọi người sẽ nhập tên này. Tên ở đây thì mọi người nhập đầy đủ họ tên nhé, bởi vì sau này là mọi người sẽ cần phải KYC. Đó. Rồi, sau khi nhập tên này, địa chỉ email này và mật khẩu này. Và nhắc lại mật khẩu này. Mọi người tích vào ô vuông và chọn register nhé. Thì cái phần thông tin này mình xin phép là được cắt bỏ. Rồi. Rồi, sau khi bấm vào chữ register thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện như này. Và một cái lưu ý là khi mọi người nhập mật khẩu ấy, thì nó phải có đầy đủ là ít nhất một chữ viết hoa, một ký tự đặc biệt và số nhé. Mọi người lưu ý cái đấy. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm vào check my inbox này hoặc là bấm vào resend email này để kiểm tra email nhé. Bây giờ mọi người sẽ vào email này kiểm tra này. Rồi mọi người sẽ load lại email cho mình. Ở đây nếu mọi người chưa nhận được email thì mọi người có thể quay trở lại nhé. Mọi người sẽ bấm vào chữ resend email này cho mình. Rồi như vậy nó đã gửi lại email và bây giờ mọi người sẽ quay vào mail để kiểm tra lại cho mình này. Rồi nó đã gửi mail vào đây thì mọi người sẽ mở mail ra cho mình nhé. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào chữ verify email now này. Và mọi người sẽ mở trình duyệt lên để xác minh nhé. Rồi như vậy là đã xác minh thành công, nó hiện là
tài khoản của bạn đã được xác minh nhé. Thì bây giờ mọi người sẽ quay trở lại cái app cho mình. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn Continue. Rồi và ở đây thì mọi người bấm chọn Let Go. Rồi thì nó sẽ xuất hiện ra một cái ví. Thì đây nó gọi là ví LGX Wallet nhé. Thì mọi thông tin ở đây như có nói này, nó sẽ được mở bán vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. À nó sẽ được trực tiếp. Rồi và ở trên IDO ở trên Comic Cap là 17 tháng 2 nhé. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái mục Profile này cho mình. Rồi ở đây thì có cái mục Claim Reward này, mọi người có thể bấm vào này. Thì cái Claim này, mọi người bấm vào Claim thì hiện nay là Claim là nó chưa cho mọi người rút cái đồng token này về ví, tức là sau ngày 1 tháng 3 năm 2022 nhé. Sau khi kết thúc cái đợt mở bán IDO thì nó sẽ cho mọi người mở khóa 34 cái đồng token LGX này. Thì lúc đấy mọi người sẽ rút được 34 cái đồng token LGX này về ví nhé. Rồi mọi người chọn OK này. Và bây giờ quay trở lại này. Tiếp tục thì mọi người sẽ bấm vào cái mục Referral. Thì để lấy được cái đường link chia sẻ thì mọi người bấm vào mục Referral này cho mình nhé. Rồi thì ở đây là cái đường link chia sẻ này. Mọi người sẽ copy cái đường link này đi chia sẻ nhé. Thì mỗi một lượt chia sẻ thì mọi người sẽ nhận được thêm 34 cái đồng token LGX này. Rồi OK, quay trở lại. Rồi tiếp theo, sau này mà khi để nhận được cái đồng token này, nó sẽ yêu cầu mọi người là sẽ phải KYC cái tài khoản. Thì mọi người sẽ bấm vào đây cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ lựa chọn là số điện thoại này. Tức là ở nước nào thì mọi người sẽ chọn ở đấy nhé. Như mình ở đây là Việt Nam thì mình sẽ chọn là Việt Nam này. Và nhập số điện thoại. Số điện thoại thì mọi người bỏ số 0 đằng trước đi nhé. Rồi sau đó là bấm send OTP này.